cái gì đây? Có mang sâm đâu mà thay. Đây mọi người, trời ơi, lấy đồ lấy đạc đầy đủ, không mang sâm, chết cha. Chú quay xe đi lấy hồ cháu hết rồi. Đây xe đây, ngồi dậy tiên. Ha, chú đi lấy đi, chú quay xe xong. Mình xin chào mọi người nha, lại trở lại với nội dung trên kênh của mình tiếp theo nào. Trang tiếp theo là bây giờ mình đang ra cứu hộ xe ông chú đi đâu về không biết, xong là thùng sâm gọi mình ra thay sâm mọi người nha. Thùng tê tơ ma đây cũng chỉ không phải. Rồi mọi người theo dõi mình làm nhá. Giờ bắt đầu làm đây. Thùng sâm mọi người ạ. Tiền lấy cho. Ở trường. Đinh 5 chọc. Quả này bị đinh chọc nha mọi người nhé, xong là rút ra được. Đúng rồi. Còn nếu mà gặp phải thì tóm lại nói chung là nó không chọc hết đâu. Úi da. Quả này cái lên 17 này. Không mang rồi. Quả này cái lên 17 là không mang rồi mọi người ạ. Chà chà chà. Không có thừa là chết đấy. Không có thừa chỉ có dắt thôi. Không có thừa là phải dắt đi đấy. Ngồi đi có nghĩa là ngồi thì vẫn ngồi được, nhưng mà đi tầm khoảng một cây số là lúc đấy là cái lốp nó hỏng rồi mọi người ạ. Nó lạ như thế. Nói chung là vẫn đi được, nhưng mà đi tầm khoảng cây số là lúc đấy là lốp với vải, lốp hỏng. Rồi hôm nào thấy lốp đi. Lốp này nói chung là cũng mòn mòn rồi đó. Đây, nguyên thay rồi đấy. Thụ sắm. Chà chà. Bùm. Chết thì thành rồi. Một con rồi, nhưng mà lán mấy ngoài thay thổ viên. Cái gì đây? Có mang sâm đâu mà thay. Đây mọi người. Trời ơi, lấy đồ lấy đạc đầy đủ. Không mang sâm. Chết chà. Chú quay xe đi lấy hồ cháu hết rồi. Đây xe đây. Ngồi dậy tiên. Ha. Chú đi lấy đi. Chú quay xe xong rồi đi lấy. Đi lấy hồ cháu ơi. Đâu ơi. À. Thấy sâm đây. Đi. Chán nhỉ. Quả xe này phải đi hai vòng này. Dù đi ớt đi mày. Ngăn chặn. Biết rồi dù ớt đi mày. Sâm là. Có để lại xe này. Xe của khách thôi. Không để được.
Sâm bằng sông. Sâm vỏ nó đổ đỏ ấy. Rồi. Lại tháo thôi mọi người. Ôi trời ơi. Nói chung là mọi người ạ, đi không chú ý đầy đủ, tóm lại nói chung là mất công thật đấy. Lúc khác thì tóm lại nói chung là phải cẩn thận. Nói sao lúc khác này phải cẩn thận mới được. Không thì hỏng ấy. Quay đi quay về thế này chán đời lắm. Đây là tháo rồi. Chà. Tao đâu mà này. Đâu à? Ôi trời ơi. Căng chưa mọi người? Cái này thím cứ lấy thì cháu lấy làm gì? Đó. Đây. Xăm nó thủng. Xem bên trong nào. Để lấy cái điều ổn nào nó. Lâu chú. Cháu ra đây thay xăm đi. Đây là phải chờ xăm mọi người, bởi vì quên quá là quên. Lúc khác thì phải xem đồ đầy đủ nó mới ra được mà, không thì hỏng hết. Kiểu này tóm lại nói chung là chán đời lắm. Nếu mà đi xa mà thay thì tóm lại nói chung là mất công mà đi lấy xăm á mọi người. Từ đây sang cái quán của mình thì tóm lại nó cũng xa phết đấy, tầm 3 cây số nha mọi người nha. Đây mọi người, cảnh xung quanh bây giờ chờ xăm. Ai xung quanh này. Đây là ruộng bậc thang, sang bên kia là thu tà nhá mọi người nhá. Sang tiếp bên kia. Bây giờ không nhìn thấy được cái gì cả. Dưới này có một nhà này. Đẹp chưa mọi người? Xe đây. Chờ lâu phết đấy, đùa đâu. Đang trong thời gian chờ đập đá chờ chơi tí mà. Thế này mới gọi là đập đá nha mọi người nhá. Không mùi, không vị, không cái gì. Không cảm nhận cái gì cả. Cả mọi người nhá. Không mùi, không vị luôn. Cái đá nham thạch mọi người ạ. Nó cứng lắm ấy. Đây một một cái nữa là ra một cái xe nhưng mà không phải mọi người. Tránh đường nó đi đó. Đi đâu đây? Nó bị hỏng xe. Xe bị thùng xăm. Xe bị thùng xăm. Thùng xăm và lùng xăm ấy. Đúng rồi, mây thì mây nhưng mà ra nhanh vội quá lại quên xăm. Lại quên xăm. Ừ. Chung là cho chủ xe đi lấy xăm.
Đi đâu anh? Anh sao mà ra chơi tí? Tìm rượu uống thôi. Nhà không có rượu. Tìm rượu uống. Đi sang nhà anh chơi chứ. Ok anh, ok. Rồi, rồi, rồi. Nó sập lâu. Yêu phong bảo. Mất tiền tôi còn bà niệm tức chắc rồi bố. Mất tiền giờ. Bài đàn cái cụ một ngàn không? Cụ một tháng tức chắc chứ. Chắc sắp đến rồi. Chắc chú nó sắp đến rồi người. Ok, lại làm tiếp một người. Trong khi chờ thì được tầm khoảng 15 phút nha. Quay đầu luôn chú ơi. Quay đầu xe luôn đi. Máy bơm thì có rồi. Máy bơm thì có. Đi thay thế này mà cái này cái kia cũng quên thì hỏng. Là hỏng đấy mọi người ạ. Nói chung là từ khi mà mình đi thay kiểu này, nói chung là đợt này là lần đầu tiên mà quên rồi. Nhưng mà những cái lê thì nói chung là cũng quên đấy. Cái đấy thì không thể nói được. Nhưng mà quên thì nói chung là vẫn tháo được. Còn quên xăm thì lần này quên đầu tiên luôn. Quên lần đầu tiên. Đi thay xăm mà không mang xăm thì thầy thế đành chịu. Đi cày quên trâu rồi mọi người. Đi cày quên trâu, cái này là đi quẩy, đi cày trên quên trâu, quên con trâu ạ. Mét thì phiêu nhưng mà tên. Ôi trời. Máy bơm điện nào, vừa bơm vừa lắp luôn cho nó nhanh. Dùng bằng máy hết. Nó thằng nó tiện. Quải là bơm tay. Ấy.
củ củ sâm. Củ sâm ông ơi. To này như. Rớt lên ông. À. Ông ơi. Rồi rồi rồi. Bơm đủ nó khắc. Đúng không? Bơm đủ nó khắc rừng. Đủ là nó khắc rừng. Đúng rồi. Như kiểu là một cái gì nhỉ? Một cái gì đó đó thôi. Rơi đâu cứ tưởng là cái gì. Không ngờ là cái bơm đâu. Tăng luôn nhỉ. Khó. Thế đâu. Bên này không cần đâu. Tốt nhất là cho nó căng căng, nó mới được lâu được. Non quá nó không được lâu đâu. Bánh chưa? Ok chưa tí. Vô đây đi vặn đi. Lấy đi vặn đi. Đó, căng đét luôn. Căng đét đẹp luôn. Bơm nữa là xong rồi, bơm bánh trước là xong rồi, là ok. Alo đi. Cái gì? Ok, thế nhá.